cô hai. Chị khác đi gái. Dạ, sáng giờ xuống phụ nhà con quá trời. Con gái. Nghe lại chị. Cái gì mẹ? Dạ, anh Danh về cô hai. Dạ. Dạ, về đứng ngoài sân đưa đồ rồi đi về cô. Cô chép. Nó giật hình nè, lẹ lên. Mệt quá à. Nhiều máu đang bị bắn rồi. Dài cho bạn phơ.